đi, về đi, về đi. Nào, thầy giáo Mít dạy học sinh Mít là tít nào. Vẽ nào. Học đi. Không được lười đâu. Phải học nhá. Học bài à? Chăm học vào nhá. Rồi ra đây để xem dạy anh tiếp học đi. Không được đánh học sinh đâu. Ngồi để cho học sinh học nhá. Thầy giáo Tít nhá. Giáo Mít nhá. Xe gì đây? Xe bếp. Xe gì đây? Xe máy rôm. Đúng rồi. Xe gì đây? Xe bếp. Xe máy rôm. Xe gì? Xe máy rôm. Máy gì? À bạn, năng. Xe gì đây? À máy ăn. Ông mặt trời. Ông mặt mặt trời. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái mây. Cái mây. Cái gì đây? Đám mây. À, học sinh Mít và Phương Tít vẽ đám mây đấy.